Trưa 19 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát đi công điện về ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hồi 7 giờ ngày 19 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có tọa độ 14 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, với sức gió 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 10 km h cường độ cấp 6, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được 10 km trên giờ đến 7 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, mức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên 6 đến 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 cho tới 4 mét. Ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, phía tây của khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển Quảng Ninh, Bình Thuận theo dõi chặt chẽ các diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào các khu vực nguy hiểm, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 13 cho tới vĩ tuyến 17, từ kinh tuyến 115, 119,5, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua cục quản lý, qua cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Quý vị từ đầu năm cho tới nay cả nước đã xuất hiện gần 690 ổ dịch tả lợn châu Phi, tăng gần 3 lần so với năm ngoái, trải rộng trên 45 tỉnh thành phố và nhất là tại các tỉnh như là Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An, nhiều trang trại nông hộ tiếp tục bị xóa sổ, nhiều xã trắng lợn, ghi nhận của báo dân Việt. Tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Cạn cho biết đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 98 trên 108 xã bị dịch tả lợn châu phi với số lượng vải tiêu hủy là gần 16.000 con. Nguyên nhân là do tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát vẫn còn phổ biến, người chăn nuôi chưa quan tâm nhiều đến biện pháp chăn nuôi an toàn, chăn nuôi sinh học. Tại xã Hòa Mục, huyện Trợ mới, dù địa phương tích cực tuyên truyền nhưng việc kiểm soát dịch vẫn khó khăn. Cho tới nay về cơ bản trong xã không còn có lợn nào. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Krông Park, Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin các hoạt động lễ hội sầu riêng Krông Park lần thứ 2 năm 2024. Theo lãnh đạo huyện, nhờ cây sầu riêng nông dân địa phương đã làm giàu, thống kê sơ bộ chỉ trong 2 năm, hàng nghìn nông dân đã lên đời, mua ô tô, xây nhà đẹp, bài viết trên báo điện tử Tiền Phong. Huyện Krông Park cho xác định nông nghiệp là bệ đỡ của ngành kinh tế. Bên cạnh cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su, những năm qua sầu riêng đã trở thành loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Nhờ cây sầu riêng, nông dân địa phương đã làm giàu. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 2 năm, hàng nghìn nông dân trồng sầu riêng đã mua ô tô, Cụ thể năm 2022 người dân mua khoảng 400 chiếc, năm 2023 khoảng 600 ô tô. Năm nay giá dầu riêng được chốt tại vườn 90.000 đồng một kg, con số mua ô tô của nông dân sẽ không ngừng tăng lên. Thưa quý vị là ngày hôm qua một con rùa biển nặng 200 kg đã được gỡ ớt ra trả lại biển sau khi mắc vào lưới đánh cá của ngư dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam. Theo ghi nhận của báo VN Express, gần 13 giờ ngày 18 tháng 7, tàu do ngư dân Võ Quảng Trường trưởng làm thuyền trưởng đánh cá cách biển 10 hải lý. Trong lúc kéo lưới, ông phát hiện một con rùa ra. Toàn thân màu đen dài hơn 1,6 mét, nặng khoảng 200 kg bị mắc. Ông cùng mọi người hợp sức đưa rùa lên tàu tháo lưới rồi thả lại biển. Tại Việt Nam, rùa biển nằm trong sách đỏ về các loài bị đe dọa nguy cấp, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán và vận chuyển. Thưa quý vị, ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, nhiều sĩ tử đã bắt tay vào việc đi tìm phòng trọ với lý do giá phòng trọ khu vực sau mỗi mùa thi đều có xu hướng tăng phản ánh trên trang báo điện tử dân trí với tâm lý đi trước một bước để phòng đề phòng giá tăng khi các tân sinh viên chính thức nhập học, không ít bạn trẻ sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã bắt đầu tìm hiểu và thuê trọ. Trên các hội nhóm cộng đồng sinh viên 2K6, mỗi ngày đều có bài đăng tìm bạn cùng phòng tại nhiều khu vực. Dù mới biết điểm thi tốt nghiệp và có cơ hội để xét tuyển vào đại học cao đẳng bằng chính điểm thi này, nhưng nhiều bạn trẻ đều đang giáo diết đi tìm nhà trọ sớm. Ngày hôm qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cháu bé được phụ huynh cho ngồi trên lan can cầu bến rừng nối giữa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh. Và để chụp ảnh thì nhiều người cho rằng đây là hình ảnh được ghi nhận vào tối ngày 17 tháng 7 sau khi cầu bến rừng sông xe theo vtc news hình ảnh trên ngay sau đó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng không ít người tỏ ra phẫn nộ trước hành động có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hải phòng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc tuy nhiên là đơn vị thi công nên ban quản lý không có chức năng quản lý an ninh trật tự hay cấm người dân lên cầu cầu bến rừng vừa thông xe người dân cũng háo hức lên cầu chụp ảnh tuy vậy hành vi của phụ huynh để con ngồi trên lan can cầu là không thể chấp nhận được Thưa quý vị, theo ghi nhận của báo lao động trên các mạng xã hội như là Facebook, TikTok hiện nay có khá nhiều nội dung liên quan đến việc uống nước ngọt gây suy thận. Các video, bài viết đăng tải nội dung này nhận được tương tác lớn cũng như nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội. Và các chuyên gia y tế thì cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Bác sĩ Huỳnh Lê Anh Tuấn, khoa thận, thận nhân tạo, bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết nếu nói các loại nước đóng chai nước ngọt gây suy thận thì chưa chính xác hoàn toàn bởi nếu có chuyện này thì các loại nước trên đã không được lưu hành trên thị trường tuy nhiên những loại nước ngọt nước đóng chai sẽ dẫn đến tăng đường huyết dẫn tới đái tháo đường từ sâu xa đó chúng có thể góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân suy thận Hiện nay, suy thận đang là vấn đề sức khỏe của cả cộng đồng với khoảng 8.000 người mắc mỗi năm. Thống kê cho thấy, trong tháo tháng đầu năm nay, thì tỷ lệ người dưới 40 tuổi nhập viện điều trị với chẩn đoán suy thận mạn đã chiếm tỷ lệ 15%.